Việt Nam và Thái Lan cùng thay huấn luyện viên trưởng sau EF Cup. Huấn luyện viên Park chia tay, tuyển Việt Nam bị ảnh hưởng tại EF Cup 2022. Thủ môn của U23 Việt Nam bị đánh ở sân Thiên Trường. Việt Nam và Thái Lan cùng thay huấn luyện viên trưởng sau EF Cup. Huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo chủ động quyết định chia tay đội tuyển Việt Nam trong khi đồng nghiệp Mano Polking bên phía đội tuyển Thái Lan nguy cơ phải rời ghế sau EF Cup 2022. Truyền thông Thái Lan cho biết, việc Qatar phải giành quyền đăng cai Asian Cup 2023 vô tình tác động trực tiếp đến chiếc ghế của huấn luyện viên trưởng Mano Polking. Theo đó, thì sau khi giúp cho tuyển Thái Lan vô địch AFF Cup 2020 hồi tháng 12 năm 2021, ông Polking được Liên đoàn bóng đá Thái Lan gia hạn hợp đồng tới tháng 7 năm 2023, với ý định trao cho chiến lược gia mang hai quốc tịch là Đức và Brazil này quyền dẫn dắt đội tuyển dự Asian Cup, dự kiến diễn ra tại Trung Quốc vào tháng 6 năm 2023. Tuy nhiên sau đó, Trung Quốc trả lại quyền đăng cai, Qatar được AFC chọn là chủ nhà thay thế và quốc gia Tây Á này dự kiến tổ chức giải vào tháng 1 năm 2024 để tránh thời tiết nắng nóng. Với lịch thi đấu mới, hợp đồng của huấn luyện viên trưởng Polking sẽ kết thúc trước khi Asian Cup 2023 khởi tranh. Vì thế mà AFF Cup 2022 sẽ là giải đấu cuối cùng của ông Polking trước khi hợp đồng kết thúc. Việc ông Polking có được gia hạn hợp đồng hay không tùy thuộc lớn vào kết quả tại AFF Cup cuối năm nay, tờ SM Sport cho hay. Vào tháng 9 vừa qua, thì huấn luyện viên trưởng Polking chịu làn sóng chỉ trích và yêu cầu từ chức của người hâm mộ Thái Lan khi mà tuyên bố giúp vòi chiến vô địch giải đấu truyền thống King's Cup, thế nhưng rốt cuộc chỉ xếp hạng 3/4. Đặc biệt, Thái Lan chỉ để thua đối thủ cùng khu vực là Malaysia ngay tại trận ra quân. Kết quả này nối dài chuỗi trận toàn hòa và thua của đội tuyển quốc gia Thái Lan trước Malaysia trong suốt 8 năm qua. Đáp lại chỉ trích của dư luận, huấn luyện viên trưởng Polking ám chỉ người hâm mộ vô ơn khi đã quên những đóng góp của mình khi giúp Thái Lan trở lại ngôi vương AFF Cup cách đó không lâu. Cái phản ứng này khiến cho quan hệ giữa ông Polking và cổ động viên Thái Lan rạn nứt. Chiến lược gia gốc Brazil cũng bày tỏ lo lắng khi mà AFF Cup tới đây. Lực lượng tham dự của tuyển Thái Lan không mạnh bằng King's Cup khi mà nhiều cầu thủ thi đấu nước ngoài xin rút, trong khi cuộc đua vô địch khắc nghiệt hơn rất nhiều. Dù nằm ở hai bảng đấu khác nhau trong đội tuyển Thái Lan, nhiều khả năng gặp Việt Nam ở bán kết AFF Cup 2022, nơi mà huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo sẽ lần cuối cùng so tài cùng với đồng nghiệp Polking trước khi chia tay Việt Nam. Tại AFF Cup trước đó thì ông Park thua ông Polking sau hai lượt trận bán kết. Huấn luyện viên Park chia tay tuyển Việt Nam bị ảnh hưởng tại AFF Cup 2022. Huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo sẽ chính thức chia tay bóng đá Việt Nam từ ngày 31 tháng 1 năm 2023 và như vậy thì AFF Cup 2022 là giải đấu cuối cùng mà thầy Park dẫn dắt những chiến binh sao vàng tranh tài. Nhiều người hâm mộ tỏ ra lo lắng với quyết định chia tay bóng đá Việt Nam của thầy Park sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến đội tuyển trước khi giải đấu lớn nhất khu vực Đông Nam Á khởi tranh. Chắc chắn là nhiều người hâm mộ chưa muốn chia tay ông Park Hang-seo vào lúc này, bởi lẽ là trong thời gian 5 năm làm việc với bóng đá Việt Nam, ông thầy người Hàn Quốc đã đưa tuyển Việt Nam lên vườn tầm cao mới với những thành tích vang dội. Khởi đầu cùng U23 Việt Nam, thầy Park và lứa cầu thủ trẻ tài năng đã lập kỳ tích khi giành ngôi vị Á quân giải vô địch U23 châu Á năm 2018. Sau đó, huấn luyện viên Park dẫn dắt U23 Việt Nam vô địch SEA Games 2 kỳ liên tiếp, cùng với đội tuyển quốc gia vô địch AFF Cup 2018 vào đến tứ kết Asian Cup 2019 và lọt tới vòng loại cuối cùng FIFA World Cup khu vực châu Á. Đặc biệt là thầy Park đã đưa những chiến binh sao vàng tạo nên kỳ tích khi trở thành đội tuyển bóng đá duy nhất tại khu vực Đông Nam Á có được một trận thắng tại vòng loại cuối cùng của một kỳ World Cup khu vực châu Á. Rõ ràng, với những thành tích có được tại cấp độ đội tuyển thì sự ảnh hưởng của thầy Park đến các học trò là rất lớn. Bởi vậy mà nhiều người hâm mộ tỏ ra băn khoăn trước thông báo huấn luyện viên Park sẽ hết hợp đồng với VFF ngay trước thềm AFF Cup 2022, ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý và thành tích thi đấu của các cầu thủ. Tại chiều hướng ngược lại, nhiều người hâm mộ lại tin rằng với phong cách làm việc rất chuyên nghiệp, tận tụy, có tâm, có tầm vì sự phát triển của bóng đá Việt Nam, chắc chắn thầy Park sẽ cống hiến hết mình tại giải đấu cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng tuyển Việt Nam. Về phía các cầu thủ dưới thời ông Park Hang-seo, điểm nổi bật của những chiến binh sao vàng là tinh thần thi đấu, sự cống hiến hết mình và không ngừng tiến bộ cả về chuyên môn, bản lĩnh thi đấu. Chắc chắn là mỗi học trò của ông sẽ thi đấu hết mình khi được trao cơ hội. Những chiến binh sao vàng sẽ quyết tâm giành ngôi vị cao nhất tại AFF Cup 2022 như là một lời tri ân gửi đến thầy Park. Thủ môn U23 Việt Nam bị đánh tại sân Thiên Trường. Thủ môn từng khoác áo U23 Việt Nam Trịnh Xuân Hoàng hiện nay đang thuộc biên chế của Thanh Hóa tỏ ra bất ngờ khi bị một người lạ mặt tại sân Thiên Trường đấm vào bụng ngay sau tiếng còi kết thúc trận đấu giữa Nam Định gặp Thanh Hóa. Trận đấu giữa Nam Định gặp Thanh Hóa diễn ra vào tối ngày 22 tháng 10 cực nóng. Đặc biệt là lúc cuối trận, Nam Định ép sân liên tục để tìm bàn gỡ thế nhưng bất thành. Lúc tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, khán giả bắt đầu la ó. Lực lượng an ninh phải triển khai đội hình để phòng những rủi ro khán giả chút giận vào cầu thủ đội khách.
khi mà nhóm cầu thủ Thanh Hóa không có tên trong danh sách đăng ký dự bị đi từ khán đài xuống sân để về cabin đội bóng thì bị lực lượng an ninh ngăn lại và không cho nhập vào đội. Lúc này thì thủ môn Xuân Hoàng của Thanh Hóa cũng một số cầu thủ khác thắc mắc là tại sao thành viên đội bóng nhưng không được về khu vực cabin của đội thì một số người ra ngăn cản. Thủ môn Xuân Hoàng kể, thông thường khi mà hết trận đấu thì những cầu thủ ngồi khán đài sẽ bị xuống sân để trở về cabin của đội. Tôi ngạc nhiên vì bị ngăn cản. Khi mà đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì có một người đứng dưới đường pitch tiến tới đấm vào bụng tôi. Thủ môn Xuân Hoàng từng là thành viên, người góp công lớn cùng U23 Việt Nam, giành chức vô địch Đông Nam Á vào hồi năm nay, được bố trí ngồi trên khán đài khi mà đội bóng này có chiếc lồng khách trên sân Thiên Trường. May mắn là có lãnh đạo đội Thanh Hóa đứng gần đó phát hiện ra sự việc nên tiến tới ngăn cản, chứ không chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Tôi vừa ngạc nhiên và đau vì cú đấm vào bụng quá nhanh, Xuân Hoàng cho biết. Được biết thì sau sự việc xảy ra thì điều phối viên tại sân Thiên Trường đã đến xin lỗi đội Thanh Hóa vì việc xảy ra với thủ môn Xuân Hoàng. Cuộc tiếp đón Thanh Hóa của Nam Định trên sân Thiên Trường rất căng thẳng với cả hai đội khi mà Thanh Hóa vừa trải qua hai trận thua liên tiếp, trong lúc Nam Định đang trở lại với nguy cơ xuống hạng sau những trận thua liên tiếp vừa qua. Tuy nhiên, với lối chơi hợp lý hơn, dư điểm tốt hơn nên Thanh Hóa đã giành chiến thắng sít sao với tỷ số là 1-0. Thất bại này khiến Nam Định tiếp tục gặp khó khăn và phải chịu áp lực lớn trong chặng đường phía trước.